hami.com, shop bán ngọc liên quân, free fire, kim cương, quân huy và thẻ cào game, uy tín tự động 100%. Thử vật may quân huy, kim cương chỉ với 20k, các bạn sẽ có cơ hội nhận 10.000 quân huy và kim cương, nhận 9.999 kim cương và quân huy, giá trị 1.000 đồng tại khung giờ vàng. Link shop mình để dưới phần mô tả video nha. Hello, nếu các bạn đang có nhu cầu thử vận may kim cương có VIP giá rẻ hoặc là mua ạc FIFA liên quân, quân huy hay là thẻ cào game thì hãy nhanh tay ghé shop hami.com, link shop mình để dưới phần comment và phần mô tả video nha. Thì chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Hà Mon nha. Thì ngày hôm nay Mon nhận được là shop đang có chương trình khuyến mãi giảm giá 35%, cực kỳ là khủng luôn. Nên là ngày hôm nay Mon sẽ vào shop và test thử những vòng quay kim cương có VIP ha. Và có một cái điều đặc biệt ở shop mà Mon cũng rất là thích, đó là khi các bạn nạp tiền vào tài khoản thì mình sẽ được tặng kim cương. Và cụ thể là khi các bạn nạp 100k sẽ được tặng 465 kim cương, nạp 200k sẽ tặng 1.500 kim cương ha. Và đối với những bạn nào mình nạp 500 hoặc là 1 triệu thì sẽ vừa được tặng kim cương vừa được tặng code luôn. Thì đầu tiên là các bạn đăng nhập vào, sau đó là các bạn nạp tiền vào tài khoản ha. Thì các bạn mình mua kẹt nào thì mình sẽ lựa chọn cái loại đó, như là loại thẻ nè, đó mình mua Vina thì chọn là Vina, Mobi thì chọn là Mobi, và sau đó là mình chọn đúng mệnh giá nha, và nhập mã số thẻ và mã số seri. Các bạn lưu ý á, mã số thẻ và mã số seri thì các bạn rất là hay lộn với nhau, là các bạn chú ý cái chỗ này giúp Mon nha. Và đừng nạp thẻ đã qua sử dụng nha, tại vì nếu mà các bạn khiếu nại lên shop thì shop cũng sẽ không giải quyết cho mình đâu. Và shop có admin á, trực 24/7 nhưng mà chỉ giải đáp những thắc mắc của các bạn trong shop thôi. Đó, nên là các bạn mình chú ý phần này giúp Mon nha. Thì ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ, Mon sẽ test một vòng quay kim cương và một vòng quay code VIP, và sau đó sẽ tặng quà cho các bạn. Thì ngày hôm nay mình sẽ đến với giờ vàng kim cương 25k ha. Và sau đó thì Mon sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nhận và sở hữu mã code Ska thần tình yêu chỉ với 20k thôi, cực kỳ là rẻ luôn. Thì bây giờ mình sẽ đến luôn với giờ vàng kim cương 25k. Thì các bạn chỉ cần bỏ ra là 25k cho một lượt quay tại khung giờ vàng thì 100% các bạn sẽ được nhận ngẫu nhiên các số kim cương dưới đây, lên đến là 10.000 kim cương luôn. Wow, cực kỳ là khủng luôn nha các bạn. Tỷ lệ trúng là 100% luôn, nên là các bạn hoàn toàn yên tâm nha. Mon đã tới shop và thử test tỷ lệ các vòng quay rất là nhiều rồi, cũng như là tặng kim cương hoặc là code cho các bạn. Thì video ngày hôm nay thì Mon sẽ tặng code nha. Này các bạn mình đón chờ trong video nè. Wow các bạn ơi, ngon, mình đã nhận được là 10.000 kim cương luôn, chỉ với bao nhiêu, 25k cho một lần quay thôi. Thì số kim cương ngày hôm nay mình sẽ không rút ra nha, mình sẽ dành tặng cho các bạn trong video tiếp theo. Thì bạn nào mình muốn được nhận kim cương miễn phí thì hãy nhanh tay bấm đăng ký, bấm like và chia sẻ, và cũng đừng quên nhấn chuông ha, để không bỏ lỡ những video của Mon nè. Sau đó là nhớ là comment đi kèm lời chúc, thì mình sẽ chọn ra từ 3 đến 5 bạn may mắn nhất để mà tặng số kim cương này nha. Tại video ngày hôm nay thì trước khi mà tặng mã code cho các bạn thì các bạn hãy cùng Mon đến với vòng quay có súng 20k bệnh viện tại shop hami.com, chỉ với 20k cho một lượt quay thôi. Đó, hàng ngang những skin súng xịn sò luôn. Wow, đây mình đã nhận được là mã Ska thần tình yêu nha các bạn. Wow, rất là đã luôn. Thì sau khi nhận được mã code, các bạn chỉ cần chờ trong vòng 24 giờ, hệ thống sẽ gửi mã code về cho các bạn. Các bạn chỉ cần vào hòm thư trong game là mình có thể nhận được nha. Mọi giao dịch tại shop là an toàn, uy tín tự động 100% luôn, nên là các bạn mình hoàn toàn yên tâm. Thì bây giờ thì Mon sẽ đến với một cái mục thử vận may code để mà lấy mã code tặng cho các bạn. Thì đó là mục thử vận may code FIFA 20k. Chỉ với 20k cho một lần mở, 100% các bạn sẽ được nhận ngẫu nhiên các mã code dưới đây và hàng ngàn những mã code khác nữa. Ok, không nói nữa nha, bây giờ sẽ mở luôn để mà tặng quà cho các bạn nè. Các bạn nhớ là tiếp tục ủng hộ cho Mon nha, để kênh đạt được 20k sub thì Mon sẽ còn tặng quà cho các bạn cực kỳ là nhiều và hoàn toàn là miễn phí luôn. Ok, mã code MB40 cơ khí nha. Thì bây giờ Mon sẽ tặng mã code này cho các bạn. Các bạn mình nhanh tay nhập vào nha, tại vì một mã code chỉ giới hạn được một người nhập thôi. Nếu như mà đã có người nhập rồi thì hệ thống sẽ báo là mã code này không tồn tại nha. Thì các bạn mình cũng đừng buồn, thì Mon sẽ còn ra video tặng kim cương hoặc là code VIP cho các bạn cực kỳ là nhiều luôn. Thì video ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.